Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi đang vừa mới thức dậy ở một cái nơi vùng rất là gần Hà Nội thôi, cách Hà Nội khoảng 100 km, đó là Hòa Bình các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đằng sau tôi là ruộng bậc thang, cánh đồng bậc thang, và đằng dưới kia thì là lòng hồ, ở trên thì là núi đúng không ạ? Núi mây, mây ôm núi, núi ôm mây, đúng không? Rất là đẹp. Không gian ở đây cực kỳ thoáng đãng. Người dân xung quanh đây thì cũng rất là đoàn kết và tình cảm. Trải qua một đêm ở đây tôi mới thấy là người dân ở đây cực kỳ là tình cảm và hiếu khách. Và đồng thời ở một cái vùng xa Hà Nội, cũng không đáng là xa lắm. Nếu mà theo kỷ nguyên của ô tô bán kính 100 km trở lại thì đây một nơi là lý tưởng để cho chúng ta có thể là đến nghỉ dưỡng và có thể cho mình một cái ngôi nhà thứ hai ở trên cái khu vực này nhé. Các bạn có thấy nhìn đẹp không ạ? Rất là đẹp. Thực sự là tôi không thể cưỡng lại được nên đành phải rút máy quay ra để quay cho các bạn thưởng thức một chút cái không gian sống ở đây. Đây, rất là đẹp các bạn. Có những ngôi nhà thật ra nó rất là thưa thớt thôi, rất là đẹp. Chúng ta đi vùng quanh cái nhá, xem như thế nào. Đây là một ngôi nhà trên đồi và núi, núi ấp ôm mây, mây ấp núi. Rất là đẹp luôn. Người dân ở đây sống rất là tình cảm. Đá đỏ nhé. Chào em. Bác đi đâu về sớm đấy? Em đi làm. À, đi làm sớm à? Đây con lớn nhỉ? Đầu trai. Xin chào các bạn nhé. Đây là cái mỏm đá này, các bạn nhìn không? Anh em tôi đang đi lang thang trong trên đường mà thủy điện Lòng Hồ, thủy điện Hòa Bình ấy, thì thấy cái mỏm đá này đẹp quá nên dừng chân. Các bạn nhìn thấy đất đây rất là màu mỡ tốt nhé. Trên thì là tựa núi, dưới thì view hồ. Đấy, người dân sống ở đây rất là bình dị đây. Núi này. Đấy. Đấy, có truyền hình, chó, gà. Đúng, rất là đẹp. Thực sự là lý tưởng cho những ai mà cuối tuần cho gia đình, vợ con mình về những cái khu vực này để mà sinh sống hoặc là nghỉ dưỡng, đúng không? Cuối tuần hoặc nghỉ hè mà cho con cái về đây. Đó, rất là đẹp. Tôi đã lên bên trên là view hồ cho view trên cho các bạn xem nhá. Đây, núi này. Núi. Căn nhà này, căn nhà này. View sơn rất là đẹp. Rất là đẹp. Thực sự là không lỡ một cái thước phim nào. Không lỡ một cái cỡ cảnh nào. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ là chúng ta đi tham quan thác nhé. Các bạn, đây có một cái thác rất là đẹp. Thì tí nữa anh em chúng ta cùng nhau xuống xem cái thác này. Đấy, các bạn nhìn xem đẹp không? Có đẹp không ạ? Đấy, thì tí nữa chúng tôi sẽ đi thuyền xuống và đi xung quanh ở cái đi chân thác này. Trời, các bạn có thấy đẹp không ạ? Các bạn thấy không gian ở đây mà đẹp thì các bạn hãy comment bên dưới là đẹp nhé. Các bạn nào đã từng trải nghiệm hoặc là muốn cùng tôi trải nghiệm thì các bạn có thể inbox. Kia là những lác đác cái thuyền. Bạn nhìn thấy không? Thuyền này. Thuyền kia nó đang vào thăm thác đúng không? Đấy, rất là đẹp luôn. Và tí nữa anh em chúng ta kéo nhau xuống nhá. Núi này. Các bạn thử tưởng tượng xem chúng ta có một cái ngôi nhà ở đây nhỉ. Ngày nào cũng ra ngắm thác có thích không? Đấy, đứng trực diện như cái này.
Đấy, tha cái thuyền. Rồi, ta đi tiếp tục nhé. Đây là những đường ống nước dân này, dân sinh này. Ngoại đấu về nhà, kéo từ suối, kéo từ các suối bên trên, kéo về nhà, ống nước sinh hoạt. Rất là nhiều đường ống dẫn nước. Đéo. Các bạn nếu mà chưa một lần trải nghiệm đi thủy điện Hồ, thủy điện Hòa Bình thì các bạn nên cùng bạn bè hoặc bản thân mình nhá, đi hai người cho an toàn. Có người lái, thay lái thường xuyên. Thì những cái cung đường thực ra nó cũng dễ. Đấy, tôi để ô tô bên trên và đi bằng xe máy đi thăm chi tiết. Đây, những cái cua tay áo này. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị xuống đến thác. Thác này là thác gì anh Nam ơi? Thác gì nhỉ? Thác Lị, thác Lị. Các bạn bắt đầu chuẩn bị xuống thuyền đấy nhá, thuyền dẫn tới vào trong thác kia. Đó. Đấy, thác kìa. Chu 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 thác kìa, thác kìa. Ui, đẹp chưa? Rất là tuyệt vời các bạn. Lạnh. Trời mùa đông. Thú vị, thực sự thú vị. Có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đấy. Đẹp ạ. Quá đẹp luôn. Chúng tôi sẽ đi vào xem thác bằng con thuyền này. Nước xanh, gọi là nước xanh, nước trong xanh. Mép hồ quá đẹp, thực sự tuyệt vời. Cá các bạn ơi, cá. Các bạn nhìn thấy cá không? Cá nó dưới gầm thuyền này rất nhiều luôn. Chỗ này có thể làm bẻ bơi vô cực được. Cái bụi kia của nhà ông ấy. Vàng bán. Còn nhà em từ cái chỗ cái keo kìa, cái đường keo kìa, hết lên trên này hết. Còn nhà ông sao dựng ngay chỗ kia. Chưa là đo, nó có đo ấy đâu, nó còn ướm mà người chưa. Nó chỉ có tăng như bây giờ là nó hạ xuống. Xin chào các bạn, chúng ta đang đứng ở cái vị trí đất Bắc địa nhất ở Hòa Bình. Thủy điện, lòng hồ thủy điện Hòa Bình là 9.8 mới có vừa giao dịch xong. 9.8 nhé. Trước mặt là núi luôn, ngắm dưới là hồ luôn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Thực sự là rất đẹp.
đầu chúng ta xuống thuyền đi nhá. Ngồi có làm gì đâu mà. Thuyền nhỏ. Ông đi thuyền riêng à? Vâng. Đây là đò. Đò hả chứ không? Đây là thuyền này, đây đò. Đò này là rất nguy hiểm. Ông bơi là kinh khủng luôn đấy đúng không? Không. Bơi 5-6 người đi thuyền này có thể. Kẻ hội mình đi về hết thì thuyền. À. Người lái đò sông Đà. Ông là người lái đò sông Đà đấy. Ông là người lái đò sông Đà ngày xưa ấy nhỉ? Vâng. Từ thời lớn lên là tôi ở sông nước. À. Hôm nay chúng ta đi thuyền hơi nhỏ. Ngồi đây cho nên nói an toàn. Thuyền này còn xúc vào ốc ao luôn. Đấy, để chúng ta đi ra cái thác kia. À, đấy là hai ông bà đấy hả? Ui giời, hai ông bà sống đến đầu bạc răng long ấy. Lênh đênh như chiếc thuyền kè đấy hả? Họ sướng nhất ông bà nhé. Đấy, chúng ta vào thác kia nhá. Anh em chờ. Chờ cháu bên trong. Bây giờ chúng ta đang tiến gần tới thác nhá. Thác vừa trên đường. Và trên đường chúng ta đã hai chim ấy nhá. Đấy em kéo nào. Ông tí vào đây xong kéo đi. Kéo vào đây. Cái này nước càng rút thì thác này càng chảy dài. Hàng. Tắt máy được. Đây thác này thác gì không? Thác lị. Thác lị. Là bây giờ tôi đang cạnh thác. Thì các bạn vừa thấy tôi có quay cận cảnh các bạn biết rồi đúng không? Thác cực kỳ đẹp luôn. Nước trong xanh. Nếu mà hạ lưu khi mà nước thủy điện giả thì cái nước này nó càng thấp xuống. Thác thì càng kéo dài xuống là càng kỳ đẹp hơn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Cực kỳ đẹp. Nếu mà ai mà ở gần Hà Nội mà không về qua Hòa Bình để thăm cái thủy điện lòng hồ thủy điện này thì là lãng phí. Đâu một con diu thôi đâu mà phải mua biết gì đâu, không biết tưởng. Đẹp không? Rất là đẹp đúng không anh em ơi? Cực kỳ đẹp. Rất là đẹp luôn. Đẹp không anh em? Đấy, cái thác cực kỳ đẹp luôn. Đây là cái điểm anh em nào có muốn tận hưởng cái cảm giác này thì inbox và comment với chúng tôi nhá, bên dưới cho tôi nhá. Có những cái khoảnh khắc đẹp đó đáng nhớ trong đời. Rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta lên trên cái ngôi nhà bên trên này xem như thế nào nhá. Tựa núi, tựa sông, tựa hồ. Thực sự là các bạn nào mà chưa từng trải nghiệm những cái cuộc hành trình đi như này thì cũng là lãng phí, và nếu mà các bạn chưa từng trải thì các bạn rất là ngại.
lại đi. À, nhìn cái bè thả cá của họ ấy, đẹp chưa? Gà trống. Đây đấu điện đấu mạng luôn. Điện đấu mạng đấy. Và bây giờ nhá, chúng ta đi vào xem ông bà ông nấu nấu rượu. Nấu nhiều cách dân tộc rượu. Thôi. Không có như là ở cái đấy, nồi rượu tôi lại nhớ ngày xưa. Ngày xưa mẹ cháu cũng nấu rượu như này. À. Cũng nấu hay, giống hệt như này luôn bạn. Vâng. Vâng. Nước kìa. Đây đây mới hẹn lên bảo là nướng rượu đây các bạn nhá, say. Đây là ba anh em ở cùng đây mà. Vâng, đây vâng. Anh cả. Xong là hai chú là chú là thứ hai hay thứ ba? Dạ. Chú là thứ hai hay thứ ba? Đây anh cả, đây thứ hai, em đây là thứ ba. Đúng rồi, thứ tư nhưng mà chúng ta là thứ ba. Đây dê. Ngăn với nhau chỉ bằng cái này thôi. Thế ô tô đi ô tô đi bằng cách nào? Ô tô đi bằng cách nào không? Bê cười. Thế là chú làm cái đường từ trên ban xuống ban bỏ rượu chứ. Thế đường ô tô đâu không? Ở đây gì? Bán nhà nhiều tiền để ô tô để đâu? À, để trong cổng tràn được mà. Không, để ngoài bụi cây ấy. Đây, cứ để đây ấy. Đường lên yên tĩnh không? Một cái nhà như nhà chú là mấy tỷ? 2 tỷ. 2 tỷ, nhà chú mấy tỷ? À, trưa nay kéo với bọn em hơn 7 tỷ rồi, chắc em chưa em không. Bao nhiêu mét vuông ạ? Dạ, có cơ sổ, chưa làm mà. Thì lấy ô tô, nhà tiền nhiều ô tô để đâu? Trong bụi cây ấy. Đây mà đây không lo ai có. Cái nhà anh ra ơi. Ở đây gọi anh cho trẻ nhá. À. Này ô tô không có chỗ để rồi. Để trong công cái chuồng dê kìa. À đấy, để ô tô để đây. Của nhà mình. Tiếc là ở đây nó không có đường bộ nhỉ. Chỉ có thuyền thôi, tiếp cận bằng thuyền thôi đúng không? Không, sau này nó sẽ mở. Nó còn một cái xóm độc lập ở bên kia nữa. Là nó sẽ mở sang xóm ban. Mà xây nhà, ban, xây nhà ở đây thì như nào anh? Ban là đi qua chỗ nào nhỉ? Chuẩn bằng thuyền. Đi gần trên đấy. Nhiều anh làm đò đấy, anh nằm ngoài đảo. Ngoài đảo. Ngoài đảo thì lại để bốc vật liệu từ đất miền cả. Đây thì riêng vật liệu là cả thuyền cả máy xúc thì nó bán rong luôn. À đây ạ. Vâng. Ôi chim này, chim tự nhiên đấy. Đâu? À thế kìa. Có cả chim nhá, cô gái nhá. Chim. Đây có họ hàng nhà ông không? Có họ hàng gì nhà ông không? Không già. Thời đại công nghệ nên là sự tiếp cận với những người dân ở các khu vực miền núi này nó đã trở nên thông. Đây là tự cung tự cấp, nào là gì? Lợn thì là mua thôi đúng không? Thịt lợn là mua thôi đúng không? Mua thôi. Còn đâu chim thì bắt. Còn cái kia xay thóc xay lúa à? Sát. Tự cung tự cấp luôn. Cách biệt luôn với lại đường bộ, chỉ đi đường thủy thôi. Chào anh nhá. Chào. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ rồi. Cái loại gì này là có hot không?
cô gái nó hot mà. Chim tự nhiên nhá, bắt được mà chơi. Cái nhỉ, chè, đây là chiếc chè lửa nhá, chiếc chè lửa rất là dạn luôn nhá. Ờ, nó lại dối nó. Rất là dạn. Dối nó. Đấy, thử mồi cái mà nó ra tận nơi luôn. Ừ, nó dối nó. Nó dối. Con này là 2 triệu một đôi này nhá. Anh em nào cần thì inbox nhá. Và bây giờ tụi lên rừng. Đây là đồi. Ở bên dưới vẫn là hồ các bạn nhá. Đấy. Đây là măng ngọt. Đấy, măng ngọt. Gốc măng ngọt để hỏi tự cung tự cấp trên này. Đó. Chúng ta cùng đi ngắm sâu bên trong xem nó như thế nào. À. Đẹp không? Đấy. Dưới là hồ luôn. Vững khóm tre. Trên là núi. Núi anh nhỉ. Đấy, núi chót vót luôn. Tôi quay ngược lại cho anh em xem nhé. Đây, cây cao kìa. Đấy, núi trà màu chim rất nhiều. Dưới là hồ. Cây. Đấy. Thực sự là bất động sản nghỉ dưỡng thì chúng ta phải đi xem thực tế địa hình, khuôn trạng, khuôn hình nó như thế nào để chúng ta có thể đầu tư xuống tiền, đúng không ạ? Chúng ta có thể là xây cho mình một cái ngôi nhà thứ hai ở trên này. Chạy lên này. Gà rừng. Lấy con. Trên này lại nhà khác này. Anh em nào thấy hay nhá thì comment nhá. Đó, cho tôi và share hoặc chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết được không ạ? Tôi bắt đầu xuống. Đấy này, dưới hồ này. Hồ ạ. Hồ hồ. Bây giờ chúng ta phải xuống dưới. Dưới hồ đi theo cái này. Cây cối này. Đấy, nhà sàn trên. View hồ nhá. Có sổ nha các anh em nhé. Có sổ đỏ không ạ? Đấy, gốc tre này, khóm tre. Đấy, các bạn nhìn thấy cá, bè cá ở bên dưới kìa. Đấy, người dân bắt cá đi thả cua, đi bắt cua, bắt cá ở bằng cái thuyền này. Câu. Anh em nhìn thấy không? Nhìn thấy comment nhé, comment thấy là nhìn thấy nhá. Tôi lại xuống gần một chút. Đường nó hơi sốc. Hơi khó đi. Đấy. Chưa đấy. Wow, 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 wow. Anh em thấy hay thì nhớ động viên tôi nhá. Là comment và share thật nhiều cái video này đi cho nhiều người được biết, đúng không ạ? Hoặc là đặt những cái câu hỏi nào thì vui lòng nhớ là comment hoặc là chia sẻ cái video này cho tôi để cho nhiều người được biết, đúng không ạ? Rất là đẹp, đúng không ạ?
không gian ở đây lúc nào rất là đẹp, quang cảnh ở đây rất đẹp. Chạy lên nào. Đẹp quá anh nhỉ. Đẹp quá. Ừ, cái này cũng thoáng mà. Thoáng à. View khắp nơi đúng không? Ừ. Đấy, tự cung tự cấp luôn. Ôi giời, ớt quả ớt to đấy. Ngon chưa? Cay không anh? Có chứ, cay, cay thơm đấy, ớt này. Ở riêng trong tháp này, kể cả bọn mô tô bây giờ nó bọn motor lốc, bọn đi phượt ấy, vào suốt.